Bác, con có nghe một cái dư luận như thế này rồi bác. Con nghe nói rằng giáo hội nói rằng các thầy nói rằng thôi ông Dân ông già rồi. Cứ để cho ông nói đi, chắc vài năm nữa là ông đi thôi. Cho nên đợi khi nào mà ông yếu lắm rồi ông nói không nổi nữa, lúc đó mình tìm tới ông mình nói chuyện với ông. Bác có nghe cái thông tin cái dư luận như vậy không? Mà nếu thực sự là như thế thì bác nghĩ như thế nào ạ? Bây giờ bác nói cho con nghe, cái pháp môn Thiền Tông này bác muốn ra đời, bác đã chuẩn bị trên 60 năm. Từ cơ bản về cơ sở chùa, đất đai, tượng Phật và các quyển sách nói về cái này. Hiện giờ bác đã trang bị cho một cái ban quản trị đủ tư cách quản lý cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Dù bác có chết đi, ban quản trị vẫn làm được. Không ăn thua vậy. Về luật pháp bác đã gài cho cứng rồi, giờ bác có chết thì không ăn thua gì. Không? Còn nếu mà trường hợp bác có chết đi thì quyển giáo lý bác sẽ giao cho ban quản trị giữ cái này. Khi nào cho lưu hành thì cứ ban quản trị đưa lưu hành. Không? Bác đã cái chuyện bác mất còn không thành vấn đề, nhưng mà cái chuyện mà bác tính mấy chục năm nay bác đã cái bằng ràng buộc về pháp lý, không ai phá vỡ được cái pháp lý này. Và nhà nước cũng không thể cấm được cái này được đâu, bởi vì rõ ràng rồi. Thấy không? Tôi xin phép ông công bố này, ông cho nè, nhà nước cho nè. Tôi xin phép ông giải đáp cái này, nhà nước cho nè. Tôi xin xuất bản cái này, nhà nước cho nè. Không có cách nào mà phá vỡ được đi. Dù có chết đi thì cái ban quản trị phải lo chứ, cái chùa nó vẫn còn chứ. Thấy không? Nhưng mà còn cái này này giờ là do cái anh em sao này nè. Có đủ khả năng đương đầu không? Hay là hù sợ? Nếu mà hù sợ báo cáo nhân dân giúp cho, nhân dân sẽ giúp cái này. Ủa, nhà nước phân quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ mà, dân làm chủ mà, thì phải dựa vào cái chỗ này. Không có cái đoàn thể nào mà dám qua mặt cái luật pháp của Việt Nam được. Thấy không? Thành ra cái chuyện mà bắt mắt bắt còn không thành vấn đề. Nếu mà bắt còn mà nó ra thì tốt, còn không còn thì thế hệ sau vẫn còn được nối tiếp cái này. Hoàn toàn cái Thiền Tông không biến mất trên trái đất này được. Còn nếu mà tôi nói thật, nếu mà tôi có mất mà không ra thì tôi sẽ báo cho anh em biết là đọc cái bí kíp luôn. Đọc cái bí kíp phán phản viết trên mạng luôn. Rồi mấy ông muốn cấm bí kíp thì cấm. Bí kíp ra rồi thì nó sẽ nói trắng bóc hết. Giáo lý nó ra nó chỉ có 80% thôi. Còn bí kíp nó ra nó sẽ nó trắng 100%. Rồi mấy ông đó, kiện kiện cái ông YouTube á, nó tại sao ông cho ra cái này thôi. Bởi vì rõ ràng mà. Mà thế giới bây giờ á, cái nói là ở tại chùa Tân Diệu trên 5 phút sau khắp thế giới nó biết hết. Không có thể dẹp nó được đâu. Bây giờ nếu mà khôn á, còn danh dự á, đến kiểm tra đúng thì cho lưu hành, sai dẹp. Mà con đường này là con đường về pháp lý các ông phải đi á, chứ không có đường, không có né được, không có né tránh được con đường này đâu. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, theo bác thì hiện nay ai trong số các thầy ở Việt Nam mình đủ trình độ để mà đến đối chất với bác ạ? À? Trong số các thầy đó thì bác ngán ai nhất hả bác? Bây giờ á, tôi nói thiệt là bác thì chỉ tôn trọng người tu thôi, chứ còn ngán bác hoàn toàn không ngán. Mà bác dám tuyên bố này, đất nước Việt Nam này không có cái ông nào có khả năng phá được cái Thiền Tông này. Bác nói cho tiền, nhưng mà bác kính tôn trọng tất cả những người tu từ thượng tọa trở lên bác cho là thánh tăng hết, bác không dám khi dễ ai, nhưng bác tuyên bố một câu là không ai phá vỡ cái Thiền Tông này được. Lời nói của bác ra thì giống như là đinh mà đóng vô cột, đóng hết vô không có nhổ ra được đâu. Bác dám tuyên bố cái này. Thì cái vấn đề cán, cái càng ngán đó thì bác không ngán, nhưng mà bác kính trọng người ta chứ bác không ngán. Kính trọng với ông là thượng tọa hoặc là hòa thượng, tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ gì đó thì bác kính trọng người ta. Còn bác dám tuyên bố là không phá vỡ cái Thiền Tông này được. Vì bác đã nghiên cứu từ lúc 20 tuổi, mà bây giờ 84 tuổi là phải là 64 năm rồi đó. Từ bậc quan trọng vì bác đã thử đi rồi, từ
từ cái lúc 20 mấy tuổi bác đã từ tìm những ông cầu, những thánh tăng, bác hỏi hoàn toàn không phá vỡ được bác, mà bác sẽ hạ gục bất cứ ai. Hiện bây giờ cũng vậy. Nhưng mà cái này là tại con hỏi bác mới nói thôi, chứ không phải bác ngạo mạn đâu. Mà cái này nó là sự thật như vậy. Bác nên nhớ là không phải ngạo mạn mà là sự thật như vậy. Vì cái thiền tông này là bất khả xâm phạm. Nó là sự thật đi. Sự thật thì không cách nào phá vỡ được cái sự thật. Mà cái gian dối mới phá vỡ được mà thôi. Phải hiểu cái cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi.